Cô Duyên xin chào các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã quay trở lại đối với tiết học của cô. Và trong tiết học này thì cô cho chúng ta sẽ đi tìm hiểu một phong cách ngôn ngữ, nghệ thuật nhé. Nhưng mà trước tiên các bạn có thể là quan sát tới yêu cầu bài tập về nhà của cô, đó chính là các bạn hoàn thành cho cô bài tập số 3 trên sách giáo khoa. Và cũng là kết thúc, chúng ta sẽ chuyển sang một tác phẩm khác nằm ở ngoài văn học dân gian và chúng ta sẽ chấm dứt về văn học dân gian tại đây. Đó. Như vậy là cô giáo chúng ta đã ôn tập xong về văn học dân gian rồi, học các bài truyện này, về các bài ca dao này, ca dao thân thân, ca dao yêu thương tình nghĩa, ca dao hài hước, đúng không? Như vậy là cô giáo chúng ta sẽ chuyển sang tiết học ngày hôm nay nhé. Còn đối với bài tập số 3 thì các bạn có thể là post lên trên phần comment để cô có thể là đọc được chữa các bạn cụ thể hơn. Trong tiết học này thì cô giáo chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Và chúng ta sẽ được học về 6 phong cách ngôn ngữ. Tuy nhiên lên lớp 10 thì các bạn sẽ được tìm hiểu về phong cách ngôn ngữ đầu tiên, đó chính là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Trước thì các bạn cần phải hiểu được cho cô thế nào được gọi là phong cách. Phong cách ở đây có nghĩa là cách ứng xử, cách hành xử của chúng ta. Và cách hành xử của chúng ta có thể là trong các mối quan hệ, ví dụ như là mối quan hệ giao tiếp chẳng hạn, thì cách sử dụng ngôn ngữ, cách hành xử, cách ứng xử nó thể hiện một cách nhất quán, và từ đó thì các bạn nhận thấy rằng nó sẽ tạo nên một nét riêng biệt, ví dụ như là phong cách ăn mặc này, phong cách sử dụng về ngôn ngữ này đó, rồi phong cách làm việc, phong cách sinh hoạt, phong cách về gì về lối sống, vân vân, đúng không nào? Và rất là rõ khi mà các bạn nhận thấy rằng cái phong cách ăn mặc của họ, phong cách nói của họ, nó thể hiện một cái chất riêng, nó tạo nên một cái đẹp, cái điểm riêng biệt để so sánh giữa người này với người khác. Cô lấy ví dụ như là các bạn rất là thích những ca sĩ, đúng không? Ca sĩ diễn viên, ví dụ như là nổi bật nhất là thường là các bạn rất là thích những ca sĩ nam, ví dụ như là Sơn Tùng có lượng fan rất là lớn, đúng không? Thế nên là cái phong cách của Sơn Tùng nó cũng mang một chất riêng, ví dụ như là phong cách về ăn mặc này, đầu tóc này, rồi gì nữa về phong cách sử dụng về ngôn ngữ, rồi các bài hát của Sơn Tùng nó có những điểm riêng biệt đó. Nhưng mà với bài học của chúng ta thì sẽ không đề cập tới phong cách ăn mặc mà chúng ta sẽ đề cập tới phong cách ngôn ngữ, và cụ thể ở đây là sử dụng lời nói trong sinh hoạt. Vậy cụ thể nó chính là gì? Bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần đầu tiên. Thứ nhất là các bạn nhận thấy rằng ngôn ngữ sinh hoạt, khái niệm về ngôn ngữ sinh hoạt đó chính là những lời ăn tiếng nói hàng ngày. Nó là được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Và thứ hai, mục đích của nó để nhằm trao đổi thông tin, biểu lộ tình cảm, những cảm xúc của con người. Đó là về ngôn ngữ sinh hoạt. Tiếp theo là các bạn nhận thấy là dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt thì chúng ta có 3 dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt. Dạng biểu hiện thứ nhất đó chính là qua độc thoại và đối thoại. Độc thoại có nghĩa là gì? Độc thoại đó chính là độc ấy, các bạn nhận thấy rằng nó chỉ có mình thôi, đúng không? Một mình, bản thân mình, có thể là suy nghĩ trong đầu, người ta sẽ gọi là độc thoại nội tâm. Thế còn mình nói chuyện, trò chuyện với chính mình, người ta sẽ gọi là độc thoại. Thế còn đối thoại tất nhiên là phải có từ 2 người trở lên, đúng không? Nó có sự qua lại với nhau, giao tiếp có sự qua lại với nhau, thì đó được gọi là đối thoại. Dạng thứ hai đó chính là dạng viết. Dạng viết thì có thể là thông qua các bức thư này, rồi nhật ký này, hồi ức cá nhân. Đó là dạng viết, còn ở trên là dạng nói. Và thứ ba, một dạng rất là đặc biệt đó chính là dạng lời nói tái hiện, được thể hiện ở trong các tác phẩm văn học. Có nghĩa là đoạn hội thoại được tái hiện trong tác phẩm văn học. Đó, thì cụ thể hơn đi vào từng dạng thì cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ nhá. Trước hết đó chính là về dạng nói, độc thoại và đối thoại. Các bạn có thể là quan sát ở trên đây. Ở đây là về dạng độc thoại, cụ thể nó chính là độc thoại nội tâm của nhân vật ông Hai.
Một tác phẩm rất là quen thuộc đó chính là tác phẩm Làng của tác giả Kim Lân. Và đây chỉ là một đoạn trích nhỏ nằm trong tác phẩm Làng của tác giả Kim Lân thôi. Và các bạn nhận thấy rằng đối với truyện ngắn Làng này, họ đề cập tới nhân vật đó chính là nhân vật ông Hai. Tình huống chuyện xảy ra đó chính là ông Hai khi nghe tin Làng Chợ Dầu theo giặc, và đây là diễn biến tâm lý săn vặt của nhân vật ông Hai. Các bạn có thể là quan sát ở đây, cả làng chúng nó biệt gian theo Tây. Cái câu nói của người dân, của người đàn bà tản cư hôm trước lại dội lên trong tâm trí của ông. Hay là quay về làng. Vừa chớm nghĩ như vậy là ở đây là suy nghĩ ở trong đầu. Đó chính là dạng độc thoại nội tâm nhá. Vừa mở chớm nghĩ như vậy, lập tức ông lão phản đối ngay. Về làm gì ở lại cái làng ấy nữa, chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ cụ Hồ. Ông Hai nghĩ rợn cả người, cả cuộc đời đen tối lầm than nổi lên trong ý nghĩ của ông. Ông không thể về cái làng ấy nữa. Về bây giờ ra ông chịu mất hết à? Không thể được. Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Đây là một đoạn văn rất là đặc sắc, nói về những suy nghĩ, những trăn trở của nhân vật ông Hai. Tình yêu làng thì yêu thật, nhưng mà ông Hai yêu làng không hề mù quáng, đúng không? Tiếp theo, chúng ta sẽ quan sát tới giọng viết. Giọng viết ở đây, đây là một bức thư mang phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Một bức thư rất là, chúng ta đọc nhé, chúng ta cảm nhận được đây là sự hồn nhiên của một đứa trẻ viết cho bố của mình ở phương xa. Bố ơi, bố có khỏe không? Con lợn xề nhà ta nó đẻ hơn tháng trước gần chục con nữa. Bố ơi, bố cho con cái thước mấy lị, quản bút màu đỏ ý. Như vậy ở đây sử dụng ngôn ngữ sinh hoạt rất là đậm chất, đúng không nào? Mấy lị này, màu đỏ ý, nó mang tính cá nhân và thể hiện sự vô tư hồn nhiên của một đứa trẻ. Viết một bức thư để kể về những sự việc ở trong nhà cho bố nghe, đúng không? Kể về con lợn này, kể về em của mình này, đúng không nào? Rồi là có dặn dò bố là đánh mất thằng Mỹ, bố về ngủ với con một tối thôi bố ạ. Đó là những sự vô tư hồn nhiên của một đứa trẻ khi mà viết thư cho bố của mình. Chúng ta cũng thấy được sự ngây ngô hồn nhiên ở trong đó. Con tạo hai lê điệu. Như vậy ở đây là các bạn nhận thấy đó là một bức thư dạng thư từ. Rồi chúng ta sẽ quan sát tới một đoạn nhật ký của Đặng Thùy Trâm. Các bạn có thể đọc ở trên đây để thấy được nội dung của đoạn nhật ký. Và thường thường nhật ký bao giờ cũng vậy. Cô không biết rằng là các bạn có viết nhật ký hay không. Có thể là chúng ta sẽ sắm một quyển nhật ký nhỏ. Có thể là kể những chi tiết này, kể những sự việc mà chúng ta đã xảy ra, hoặc là những cái sự việc mà bạn không thể nào mà quên được trong cuộc sống hàng ngày. Rất là đơn giản thôi, có thể là viết về những sự kiện mà chúng ta đã trải qua hàng ngày này, những cái cảm xúc của chúng ta được thể hiện như thế nào. Hoặc là có bạn thì lại viết ra những việc mà chúng ta đã làm được trong ngày hôm nay. Hoặc là cũng có thể là viết về cái trải lòng của chúng ta, trải lòng của chúng ta sau một ngày học tập, sau một ngày làm việc. Có thể là có cảm nắng một ai đó, hoặc là mình kể về cái công việc sinh hoạt đời sống thường ngày thôi. Đó là những cái quyển nhật ký, và thường thường là nhật ký luôn luôn là những gì mà gọi là bí mật nhất của chúng ta, đúng không? Bao giờ cũng vậy, nhật ký sẽ có ngày tháng. Ngày 19 tháng 5 năm 1970, được thư mẹ. Mẹ của con ơi, mỗi dòng chữ, mỗi lời nói của mẹ thầm nặng yêu thương, như những dòng máu chảy về trái tim khao khát nhỏ thương của con. Ôi, có ai hiểu lòng con ao ước được về sống giữa gia đình, dù chỉ là giây lát đến mức nào không? Con vẫn hiểu điều đó từ lúc bước chân lên chiếc ô tô của con vào trong con đường bom đạn. Nhưng con vẫn ra đi vì lý tưởng. 3 năm qua, trên từng chặng đường con bước, trong muôn vàn âm thanh hỗn hợp
của chiến trường bao giờ con cũng có một âm thanh dịu dàng tha thiết, mà sao có ở một âm lượng cao hơn tất cả ở mọi đạn bom sấm sét vang lên trong lòng con. Đó là tiếng nói của miền Bắc yêu thương, của mẹ, của ba, của con, của tất cả, từ hàng lim xào xạc trên đường Đại La, từ tiếng sóng của sông Hồng rào rạt về đến cả âm thanh hỗn tạp của cuộc sống thủ đô vẫn vang vọng trong con không một phút nào nguôi cả. Như vậy ở đây các bạn nhận thấy rằng là đối với đoạn nhật ký này của đạo sĩ Thủy Trâm, chúng ta cảm nhận được về những cái năm tháng ấy, cuộc sống chiến đấu của đạo sĩ Thủy Trâm, của tác giả, đúng không nào? Và chúng ta cảm nhận được qua những từ cảm thán như là ôi này, rồi câu hỏi ở tu từ này, rồi liệt kê những âm thanh 3 năm qua trên từng đoạn đường. Chúng ta cũng cảm nhận được cái tình cảm của đạo sĩ Thủy Trâm rất là yêu đất nước và rất là nhiều gia đình, đúng không nào? Đó, như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng ở đây là một đoạn nhật ký. Tiếp theo ở đây cũng mang phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, đó chính là qua tin nhắn. Chắc hẳn là cô tin chắc hẳn là các bạn sẽ sử dụng điện thoại để trao đổi thông tin, để nhắn tin, bên cạnh mà các bạn tìm kiếm về kiến thức này, về những thông tin hữu ích cho bản thân mình, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ trò chuyện, nhắn tin, trao đổi với những người bạn của mình, với những người mà yêu thương, đúng không? Ở đây là một đoạn hội thoại nhỏ thôi, nó như là hỏi thăm sức khỏe trên tin nhắn, trên Messenger, đúng không ạ? Bạn có khỏe không này? Dạo này mọi chuyện ổn chứ? Giống như là hỏi thăm xã giao rất là bình thường. Và có hồi đáp, mình vẫn khỏe, hiện nay mình đang làm việc tại Hà Nội, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Và rất là đơn giản thôi. Ở đây nó mang phong cách ngôn ngữ và sinh hoạt đời thường. Đó là những câu hỏi xã giao. Cuối cùng, dạng thứ 3, dạng lời nói tái hiện trong các tác phẩm văn học. Rồi ở đây chúng ta cũng nhận thấy có một đoạn hội thoại. Một đoạn hội thoại giữa nhân vật Cám và nhân vật Tấm, đúng không? Nó là một cuộc hội thoại, ví dụ như là ở bên ngoài nó là trao đổi bình thường, nhưng ở đây lại được đưa vào trong văn học, thế nên được gọi là lời nói tái hiện trong các tác phẩm văn học. Các bạn nhận thấy rằng một hôm Cám hỏi chị ở đây có nghĩa là Tấm, Cám hỏi chị Tấm của mình: chị Tấm ơi, chị Tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế? Tấm không đáp, chỉ hỏi lại. Có nghĩa là Tấm không trả lời câu hỏi này, mà Tấm hỏi lại đối với Cám: có muốn đẹp không để chị giúp? Đây là một đoạn hội thoại rất là nhỏ thôi, và đó chính là lời nói tái hiện được thể hiện trong tác phẩm văn học. Như vậy là cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong về ba dạng. Dạng thứ nhất đó chính là dạng nói thông qua đối thoại, độc thoại, thông qua giao tiếp hàng ngày. Cái thứ hai đó chính là về nhận dạng viết, đúng không, thông qua thư từ, nhật ký, nhắn tin. Dạng thứ ba là dạng lời nói tái hiện trong tác phẩm văn học. Cụ thể hơn thì bây giờ cô trò chúng ta sẽ đến phần thứ hai, tìm hiểu về những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Trên đây thì các bạn có thể là quan sát về những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Trước hết đó là mang tính cụ thể, thứ hai là mang tính cảm xúc, và thứ ba đó chính là mang tính cá thể. Chúng ta sẽ được học về 6 phong cách ngôn ngữ. Ở đây cô sẽ liệt kê cho các bạn về 6 phong cách ngôn ngữ. Phong cách ngôn ngữ thứ nhất đó chính là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Hai, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Ba, phong cách ngôn ngữ chính luận. Bốn, phong cách ngôn ngữ khoa học. Năm,
phong cách ngôn ngữ, hành chính. Cũng tương tự như là về 6 phương thức biểu đạt thì ở đây chúng ta có 6 phong cách ngôn ngữ này, 6 thao tác lập luận trong văn nghị luận. Đây, con số 6 là các bạn cần phải lưu ý, cần phải nhớ cho cô nhé. Rồi, phong cách ngôn ngữ báo chí. Tuy nhiên đối với phong cách ngôn ngữ hành chính thì các bạn sẽ được học nhưng mà nó không sử dụng phổ biến, bởi vì phong cách ngôn ngữ hành chính thì chúng ta cũng chỉ là cần điền vào thôi. Về các từ ngữ thì nó luôn luôn là mang cái tính chất là gì cả, hành chính, là khi bạn đã nói hành chính minh bạch đúng không, chính xác và minh bạch. Còn đối với các phong cách ngôn ngữ sinh hoạt này, nghệ thuật thì nó sẽ xuất hiện về tính cá thể nhiều hơn. Thì ở đây có 6 phong cách ngôn ngữ và 6 phong cách ngôn ngữ này đều mang 3 đặc trưng, đều có 3 đặc trưng. Thì phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thì các bạn sẽ được học ở lớp 10. Chính luận khoa học báo chí sẽ được học lớp 10, lớp chính luận sẽ được học lớp 11, còn khoa học báo chí hành chính sẽ được học lớp 12. Đó. Thế còn phong cách ngôn ngữ sinh hoạt thì có 3 đặc trưng. Đặc trưng thứ nhất đó chính là tính cụ thể. Tính cụ thể ở đây có nghĩa là gì? À, nó cho chúng ta biết với hoàn cảnh giao tiếp, về bối cảnh giao tiếp được thể hiện như thế nào. À, về con người, về nhân vật đó có những nhân vật nào, về cách nói năng và về từ ngữ diễn đạt, nó mang màu sắc ra sao, nó là trung tính hay là nó mang màu sắc khác. Tiếp theo là về tính cảm xúc. Nói tới cảm xúc thì thường thường sẽ đi kèm với những thán từ, với những từ ngữ mà mang cái cảm xúc cao, ví dụ như là thán từ này, rồi gì nữa, không, rồi là cảm thán đúng không? Nó sẽ mang tính cảm xúc, đặc biệt nó cũng thể hiện qua giọng điệu, qua ngữ điệu nữa. Ví dụ như là một người nói có giọng nói rất là dịu dàng, rất là nhỏ nhẹ, thì chúng ta cũng nhận thấy được là về tính cách của người đó đúng không? Đó là một người rất là hiền. Thế còn đối với những người, ví dụ như là những bà bán rau đi, có cái giọng rất là chanh chua, đanh đá, vậy chúng ta cũng biết được tính cách của người đó là như thế nào rồi, đúng không? Chua ngoa, đanh đá. Đó là về tính cảm xúc trong việc sử dụng về giọng điệu, về ngôn ngữ. Tiếp theo, tính cá thể. Tính cá thể này rất là đặc biệt. Tính cá thể này nó cũng sẽ tạo nên cho chúng ta về cái phong cách riêng biệt. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận diện được hơn. Đó chính là gì? Mỗi người thường có vốn từ ngữ ưa dùng riêng, có những cách nói riêng, có những cách nói đặc biệt khác nhau. À, vì vậy mà chúng ta cũng có thể là phân biệt được giữa người này với người khác. Có thể là người này luôn luôn thích sử dụng những từ ngữ là có hàm ý, có hàm ẩn, nhưng người này luôn luôn sử dụng những từ ngữ thế nào, từ minh, họ rất là thích nói thẳng, không thích nói bóng gió. Nhưng mà có người lại làm sao, rất là thích nói bóng gió, là những cái câu nói của họ lại có ẩn ý ở phía bên dưới nữa. Thế nên là ở đây chúng ta cũng cần phải nhận diện được ra là trong cái cách ứng xử của mỗi con người thì có những cái điểm khác nhau và họ sử dụng những từ ngữ khác nhau để tạo nên cái chất riêng của mình. Tôi lấy ví dụ như là giới trẻ ngày nay, chắc là các bạn cũng có thể là tìm hiểu qua các trang mạng hoặc biết đến những nhân vật ở trên TikTok hoặc là trên các trang mạng xã hội ấy, thì họ có cái nét riêng, cái phong cách sử dụng ngôn ngữ của họ có những cái nét riêng. Thế nên là khi mà nghe thấy cái giọng của họ, nghe thấy những cái từ ngữ của họ, dù là họ có sử dụng về những cái mic làm cho cái giọng của họ không còn được như ban đầu nữa, nhưng mà qua cái cách sử dụng từ ngữ, qua cái ngữ điệu nhấn nhá của họ thì chúng ta cũng biết được họ là ai, đúng không? Họ có cái nét riêng biệt như thế nào, thì đó được gọi là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt nhé. Có 3 đặc trưng,
tính cụ thể về hoàn cảnh giao tiếp, về nhân vật giao tiếp, về bối cảnh, đúng không? Thứ hai đó chính là tính cảm xúc, sử dụng ngữ điệu, giọng điệu lên xuống. Thứ ba đó chính là tính cá thể, cái cách sử dụng ngôn ngữ của họ, cái nét riêng biệt, được thế nào? Rồi như vậy cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong những nội dung chính, những nội dung cơ bản mà cô muốn là các bạn cần phải nắm chắc được trong tiết học về phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang bài tập để củng cố bài học ngày hôm nay. Các bạn có thể là quan sát tới bài tập ở trong sách giáo khoa. Đây là bài tập số bài tập ở tiết tiết thứ nhất, đúng không nào? Anh chị hãy phát biểu ý kiến của mình về nội dung của những câu sau. Lời nói chẳng mất tiền mua, nhận lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vàng thì thử lửa, thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Trước hết là cô giáo chúng ta sẽ giải quyết nha. Xong nha, sẽ chuyển sang ý bên nhá. Anh chị hãy phát biểu ý kiến của mình về nội dung. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi về hỏi chúng ta về nội dung. Thứ nhất là đối với câu đầu tiên, vai trò của lời nói. Lời nói chẳng mất tiền mua, ở đây nói về vấn đề gì nhỉ? Có nghĩa là lời nói của chúng ta không đánh thuế, không phải là mất tiền mua, nhưng lựa lời mà nói, phải lựa chọn về từ ngữ để làm sao cho trong cái mối quan hệ giao tiếp của chúng ta thế nào nhỉ? Nó mang cái tính lịch sự, lễ phép, đúng không nào? Ở đây nói về vai trò của lời nói. Vai trò của lời nói. Tuy lời nói không mất tiền mua, nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết làm sao nhỉ? Lựa chọn từ ngữ trong giao tiếp để làm sao nhỉ? Để thể hiện bản thân mình là một người lịch sự, tế nhị, là một người có văn hóa, văn minh. Đấy là đầu tiên. Quan sát tới câu số 2. Vàng thì thử lửa, thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Rồi như vậy ở đây các bạn nhận thấy rằng nói về vàng rất là quý, đúng không? Quý như thế nào thì phải qua thử lửa, thử than thì mới biết được là vàng có quý, có đẹp hay không. Thứ hai nói về gì nhỉ? Chuông. Chuông kêu thì phải thử tiếng. Chuông kêu thử tiếng để xem là tiếng của chuông đó có âm thanh vang vọng hay không. Đó, vang. Vàng qua thử lửa thì thể hiện là nó có đẹp hay không. Được chưa nào? Người, ở đây đề cập tới người ngoan. Qua thử lời để xem rằng là họ có tính cách như thế nào. Họ có phải là một người lễ phép hay không? Đúng không? Thông qua lời nói, họ có là một người lễ phép hay không? Họ có phải là một người có tính cách tốt đẹp hay không? Đúng không? Họ có phải là một người có cách ứng xử văn minh hay không? Ứng xử văn minh hay không? Chỉ cần qua lời nói là có thể biết được cái tính cách của họ, biết được họ có phải là một người lịch sự, lễ phép hay không. Ở đây chúng ta nhận thấy rằng là họ có phải là một người có cách ứng xử đúng đắn đối với mọi người hay không, thông qua về việc sử dụng lời nói của họ. Thế nào? Như vậy là đối với nghĩa A chủ yếu là bàn về nội dung của lời nói. Chúng ta sẽ quan sát tới nghĩa B. Trong đoạn trích dưới đây, ngôn ngữ sinh hoạt được biểu hiện ở dạng nào? Anh chị có nhận xét gì về việc dùng từ ngữ ở đoạn trích này? Ở đây là một đoạn trích nhỏ. Ông Năm Hên đáp,
Sáng mai sớm đi cũng không muộn, tôi cần một người dẫn đường đến ao cá sâu đó. Có vậy thôi, chừng 1 giờ đồng hồ sau là xong chuyện. Sâu ở ao giữa rừng tôi bắt nhiều lần rồi. Ở đây là đề cập tới một câu chuyện nằm trong đoạn trích là rừng U Minh. Tôi xin phép là xóa phần này nhé. Rồi, các bạn có thể là quan sát tiếp từ nội dung. Bà con cứ tin tôi, xưa nay bị sâu bắt là người đi ghe xuồng hoặc ngồi rửa chén dưới bến, có bao giờ sâu rượt người ta giữa rừng mà ăn thịt. Tôi đây không tài giỏi gì hết, chẳng qua là biết mưu mẹo chút ít. Theo người khác thì họ nói là bùa phép để kiếm tiền, nghề bắt cá sấu có thể làm giàu được. Làm giàu được nhưng mà tôi không mang thứ ở phú cuối đó. Cực lòng biết bao nhiêu khi nghe ở miền rạch giá Cà Mau này có nhiều con rạch ngã ba mang tên đầu xấu, lưng xấu, bầu xấu. Sau này hỏi lại tôi mới biết đó là nơi ghê gớm. Hồi xưa lúc đất còn hoang, rạch giá cặp rạch cà bơ he, đó là chỗ xấu lội nhiều nhất. Người Miên sợ xấu không dám đi qua nên đặt tên như vậy, cũng như phá tan Tam Giang, chuông nhà Hồ của mình là Huế, ngoài Huế. Như vậy các bạn nhận thấy rằng ở đây là một đoạn trích bắt sấu ở trong rừng U Minh Hạ. Người ta sẽ hỏi chúng ta về gì, yêu cầu đó chính là nhận xét về việc sử dụng từ ngữ ở đoạn trích này. Và các bạn nhận thấy ở đây chủ yếu là sử dụng những lời tái hiện, đúng không? Sử dụng những ngôn ngữ ở ngoài và tái hiện vào trong tác phẩm. Đây là những lời nói tái hiện. Và đôi lúc các bạn cũng cảm nhận rằng ở đây tác giả có những câu văn không phải là sử dụng phong cách ngôn ngữ sinh hoạt mà sử dụng phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Bao giờ học về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thì chúng ta sẽ quay lại để phân tích kỹ hơn nhé. Nhưng mà ở đây chủ yếu là sử dụng những lời nói tái hiện thôi, tái hiện trong văn. Ở đây những lời trò chuyện rất là đơn giản này. Xưa nay xấu bắt là người đi ghe xuồng hoặc là ngồi rửa chén dưới bến, có bao giờ xấu rượt đuổi người ta giữa rừng hoang thì đó là những lời nói tái hiện thôi, đúng không? Rất là đơn giản. Chúng ta sẽ quan sát tới bài tập số 2. Bài tập số 1 ở trong sách giáo khoa thì cô yêu cầu các bạn tự làm nhé. Đối với bài số 2 này thì cô sẽ hướng dẫn này. Hãy chỉ ra dấu hiệu của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt biểu hiện trong những câu ca dao sau đây. Có hai câu ca dao. Câu ca dao thứ nhất, mình về còn nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàng răng mình cười, là câu ca dao. Tiếp này, hỡi cô yến trắng là loà xòa, lại đây đập đất trồng cà với anh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra dấu hiệu của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Nhớ lại đặc trưng nào. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt có 3 đặc trưng. Thứ nhất đó chính là về tính cụ thể. Thứ hai, tính cá thể. Thứ ba, tính cảm xúc. Đó chính là đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Mình về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Và đây chúng ta sẽ chỉ ra biểu hiện. Thứ nhất là về cách sử dụng từ ngữ. Cách sử dụng từ ngữ thì các bạn nhận thấy ở đây là có cách xưng hô này, mình với ta, đó chính là cách gọi rất là quen thuộc, đúng không? Cách gọi quen thuộc, xưng hô quen thuộc. Đặc biệt là đối với người dân miền núi thì họ sẽ sử dụng những cách xưng hô như thế này,
Như vậy nó cũng mang một cái nét riêng mình ta. Mình về có nhớ ta chăng? Ta về ta nhớ, hàm răng mỉm cười. Đấy là gọi cách xưng hô rất là thân mật, đó, quen thuộc, gợi về sự thân mật. Rồi, thế còn đối với câu ca dao thứ hai, hỡi cô yếm trắng lòa lòa lại đây đập đất trồng cà với anh. Rồi các bạn nhận thấy rằng về cách xưng hô này, cô, anh, đúng không? Cách xưng hô. Cô này, anh. Câu ca dao này nó mang tính cảm xúc, nó mang tính cảm xúc bao giờ cũng vậy. Ca dao nó bộc lộ tình cảm của con người. Ở đây mình về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ, hàm răng mình cười, cái nỗi nhớ này được tái hiện lên. Nhớ ra chứ. Tiếp, chúng ta sẽ bàn luận. Hỡi cô yếm trắng lòa lòa lại đây đập đất trồng cà với anh. Và chúng ta nhận thấy rằng là những hoạt động đời thường, hoạt động đời thường ở trong câu ca dao thứ hai này, đó chính là gì nhỉ? Đập đất rồi là trồng cà, đó là những cái hoạt động rất là đời thường thôi. Đập đất này, cái thứ hai đó chính là trồng cà, thấy chưa? Nhân vật thì cụ thể cô với anh, nó mang tính cảm xúc, bởi vì ca dao nó cũng mang tính cảm xúc. Hỡi cô yếm trắng lòa lòa lại đây đập đất trồng cà với anh. Những cái hoạt động rất là đời thường đó chính là đập đất này rồi trồng cà, đó là mang cái tính cảm xúc. Rồi, như vậy là cô và chúng ta đã tìm hiểu xong bài tập số 2, chuyển sang bài tập số 3. Ở đây các bạn nhận thấy rằng là bài tập số 3 có thể là quan sát trong sách giáo khoa hoặc là quan sát trên bảng. Đoạn đối thoại dưới đây mô phỏng phong cách ngôn ngữ sinh hoạt nhưng cũng có khác so với lời đối thoại hàng ngày và liên hệ với bài đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết ở trong trang 86 để có thể chỉ ra về điểm khác nhau và giải thích tại sao lại có sự khác nhau đó. Các bạn quan sát ở trên bảng, ở đây là một đoạn hội thoại giữa Đăng Săn với dân làng của mình. À, Đăng Săn thì kêu gọi, còn dân làng thì thế nào? Thể hiện về sự đồng tình. Và câu nói của Đăng Săn lẫn dân làng, các bạn nhận thấy ở đây nó thiên về những câu nói được gọt sữa, nó mang về cái sự trình chu, đúng không? Nó không sử dụng về khẩu ngữ, nó không phải là những lời ăn tiếng nói đơn thuần hàng ngày. Các ngươi hãy về với ta đi, ta sẽ cho các ngươi ăn uống đầy đủ, no say, đúng không? Mà ở đây những câu văn nó được gọt giũa, nó được mài giũa và rất là giàu giàu hình ảnh nhá. Nó cũng gần với cả ngôn ngữ viết, tuy nhiên nó cũng có sự khác nhau, bởi vì là sao, đây là một đoạn hội thoại mà nó thể hiện lên về phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, có nghĩa là Đăng Săn ở đây nói với người dân thì cũng cần phải sử dụng những từ ngữ rất là gần gũi, nhưng mà tuy nhiên những từ ngữ ở đây nó được trau chuốt, nó được mài giũa, nó trở thành những câu rất là hay, những câu rất là giàu hình ảnh, từ ngữ rất là giàu hình ảnh, từ ngữ rất là giàu hình ảnh. Thế nên là các bạn nhận thấy rằng thể hiện về sự đồng tình của người dân đối với cả Đăng Săn, đúng không? Rồi cô chỉ gợi ý rất là đơn giản thôi, còn thực việc thực hiện làm bài tập thì do các bạn sẽ viết vào vở của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những giờ học tiếp theo.